Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh phụ tùng riêng của xe cấp của Ken Ken. Và ngày hôm nay chúng ta có một cái món quà dành cho những bạn đang sử dụng xe 82 có đề. Thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Về được 5 cái bẩn. Lên Ken. Rồi, đây là hàng rã xe nguyên con. Nhìn sáng nhón, lắng bóng, cực kỳ đẹp luôn nha. Đây, thì cái bẩn này nó đã cục hàng hơn 2 tháng, không có bẩn mới. Và bây giờ bẩn nó được quay trở về. Hơn 2 tháng rồi nó mới về tới Việt Nam. Hiện giờ bên mình đang có hai loại. Một loại là có logo và loại không có logo. Đây thì hai cái giống nhau. Cái bẩn khi mà nó về nó không có logo nha các bạn, không có logo. Bẩn đời sau không có logo nhưng mà nó có cái logo cánh chim ở đây, là bẩn đời sau. Còn bẩn đời đầu không có cái cánh chim ở đây nhưng mà có logo ở đây. Đây, cái logo này là bên kho người ta đóng vô, thì bên mình hiện giờ đang có 5 cái đã đóng logo và một cái không đóng logo. Thì tất cả những cái bẩn này, tất cả những bẩn này mình chỉ dùng đúng một từ: len ken. Len ken từ trước ra sau. Đây là bẩn dành cho đèn vuông có đề nha các bạn. Nếu các bạn nào bỏ cho xe 81 có đề, các bạn có thể cắt ngắn cái cổ này đi, nó sẽ ra thành cái bẩn 81 có đề. Ok rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn là có nhu cầu đặt bẩn len ken alo, và mình cũng có bẩn xài rồi, bẩn xấu giá rẻ hơn cái này, rồi liên hệ với mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Và phương thức mua hàng là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship COD, bán hàng toàn quốc. Ok, cảm ơn các bạn. Rồi xong, đang nói cái cuộc gọi tới là mất hứng. Ok, nói tiếp, có gọi nói tắt. Thì đối với cái bẩn này bên mình hiện giờ có 3 loại. Một loại là bẩn cũ xài rồi thì nó sẽ bằng giá với bẩn mới chưa có logo. Và cái thứ hai là bẩn mới đóng logo. Như vậy đang hiện giờ đang có 2 giá. Và bẩn 81 thì có 3 giá. Bẩn cũ xài rồi không có logo và có logo. Nhí hoàng cái. Thấy nó sáng tròn. Sáng tròn. Ok, cảm ơn các bạn.